Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm, hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn ngữ văn lớp 8 cánh diều năm học 2023-2024. Thời gian kiểm tra là 90 phút không kể thời gian sau đề. Một là mã phần đọc hiểu. Đọc văn bản sao và thực hiện các yêu cầu. Khi mùa thu sang, Trần Đăng Khoa. Mặt trời lặn xuống bờ ao, ngọn khói xanh lên lúng liếng. Vườn sau gió chẳng đuổi nhau, lá vẫn bay vàng sân diễn. Sớm ngoài nhà ai dạ cớm, làn sương lam mỏng rung rinh. Em nhỏ cưỡi trâu về ngõ, tự mình làm nên bức tranh. Rào thưa tiếng ai cười gọi, trông ra nào thấy đâu nào. Một khoảng trời trong leo lẻo, thình lình hiện lên ngôi sao. Những muốn kêu to một tiếng, thu sang rồi đấy thu sang. Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến, cổng cháu chạy rong khắp làng. 1973, trích kể cho bé nghe, nhà xuất bản Kim Đồng 2011. Tiếp theo câu 1, bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? A. Thơ lục bát. B. Thơ 6 chữ. C. Thơ 7 chữ. Dê thơ tự do. Như vậy bài thơ trên được viết theo thể thơ 6 chữ như vậy. Câu 1 chọn B. Câu 2, nhan đề của bài thơ được đặt theo cách nào? A. Một hình ảnh gây ấn tượng với tác giả. B. Một âm thanh đặc biệt trong cảm nhận của tác giả. C. Một hiện tượng khơi nguồn cảm hứng cho tác giả. D. Một cảm xúc bâng khuâng chợt đến với tác giả. Như vậy, nhan đề của bài thơ được đặt theo một hiện tượng khơi nguồn cảm hứng cho tác giả. Như vậy, câu 2 chọn C. Câu 3, nhận xét nào đúng về bố cục của bài thơ? A. Bài thơ chia làm hai phần, ba khổ thơ đầu là bức tranh thiên nhiên và con người. Khổ thơ cuối trực tiếp nói lên cảm xúc của tác giả trước mùa thu. B. Bài thơ chia làm ba phần, khổ thơ đầu là bức tranh thiên nhiên, hai khổ tiếp theo là hình ảnh con người, và khổ thơ cuối là cảm xúc của tác giả trước mùa thu. C. Bài thơ chia làm 3 phần, hai khổ thơ đầu là hình ảnh thiên nhiên và con người, khổ thơ thứ 3 là những âm thanh mùa thu, và khổ thơ cuối là cảm xúc của tác giả. D. Bài thơ chia làm 4 phần, khổ thơ đầu là bức tranh thiên nhiên, khổ thơ thứ 2 là hình ảnh con người, khổ thơ thứ 3 là những âm thanh của mùa thu, và khổ thơ cuối là cảm xúc của tác giả. Như vậy nhận xét đúng về bố cục của bài thơ thì bài thơ trên chia làm hai phần, ba khổ thơ đầu là bức tranh thiên nhiên và con người, khổ thơ cuối trực tiếp nói lên cảm xúc của tác giả trước mùa thu. Như vậy câu 3 các em chọn A. Tiếp theo câu 4, biện pháp tu từ nào được sử dụng trong các dòng thơ? Vườn sau gió chẳng đuổi nhau, lá vẫn bay vàng xinh diễn. A. So sánh. B. Nhân hóa. C. Điệp ngữ. D. Nói giảm nói tránh. Như vậy biện pháp tu từ được sử dụng trong các dòng thơ vườn sau gió chẳng đuổi nhau, lá vẫn bay vào sân diễn. Như vậy biện pháp tu từ được sử dụng trong dòng thơ này đó là nhân hóa. Như vậy câu 4 chọn B. Tiếp theo câu 5. Trong khổ thơ thứ 2, những hình ảnh nào là tín hiệu của mùa thu? A. Cớm và làn sương. B. Làn sương và em nhỏ. C. Em nhỏ và con trâu. D. Con trâu và cớm.
Như vậy trong khổ thơ thứ hai, hình ảnh là tín hiệu của mùa thu đó là cớm và làn sương. Như vậy câu 5 chọn đáp án A. Câu 6. Nhận xét nào đúng về nội dung của các dòng thơ Những muốn kêu to một tiếng, thu sang rồi đấy thu sang. A. Nói to những dự đoán của mình về việc đất trời mùa hạ đã chuyển sang thu. B. Lo lắng bất ngờ trước những đổi thay của vạn vật và con người xung quanh. C. Nêu lên cảm giác quen thuộc gần gũi về khung cảnh làng quê vào mùa thu. D. Mong được cất lên tiếng reo vui trước những tín hiệu của mùa thu. Như vậy, nhận xét đúng về nội dung của các dòng thơ trên là mong được cất lên tiếng reo vui trước những tín hiệu của mùa thu. Như vậy, câu 6 chọn đáp án D. Câu 7. Trong khổ thơ thứ 3, tác giả sử dụng những giác quan nào để cảm nhận về vẻ đẹp của mùa thu? A. Thị giác, xúc giác. B. Thính giác, khứu giác. C. Thị giác, thính giác. D. Thính giác, xúc giác. Như vậy, trong khổ thơ thứ 3, tác giả sử dụng những giác quan để cảm nhận về vẻ đẹp của mùa thu, đó là thị giác và thính giác. Như vậy, câu 7 chọn C. Câu 8. Phương án nào dưới đây nêu đúng cảm hứng chủ đạo của bài thơ? A. Tình yêu thiên nhiên tha thiết, mãnh liệt của nhà thơ khi mùa thu sang. B. Cảm xúc ngỡ ngàng và niềm hân hoan của nhà thơ khi mùa thu sang. C. Niềm vui của nhà thơ trước những vẻ đẹp của con người lao động khi mùa thu sang. D. Nỗi nhớ sâu đậm của nhà thơ về hình ảnh thân thương ông Nguyễn Khuyến. Như vậy, phương án nêu đúng cảm hứng chủ đạo của bài thơ đó là cảm xúc ngỡ ngàng và niềm hân hoan của nhà thơ khi mùa thu sang. Như vậy, câu 8 chọn đáp án D. Câu 9. Hãy tìm hai hình ảnh trong bài thơ được tác giả sử dụng để khắc họa bức tranh mùa thu. Những hình ảnh đó gợi cho em cảm nhận gì về vẻ đẹp mùa thu nơi làng quê của tác giả? Như vậy, các hình ảnh trong bài thơ được tác giả sử dụng để khắc họa bức tranh mùa thu đó là mặt trời lặn xuống bờ ao, ngọn khói xanh lên lúng liếng, gió chẳng đuổi nhau, lá vẫn rơi vàng xanh giếng. Nhà ai giả cớm, làng sương lam mỏng rung rinh, em nhỏ cửa trâu về ngõ, rào thưa có tiếng ai gọi, khoảng trời trong leo lẻo. Thì những cái hình ảnh đó gợi cho em cảm nhận về vẻ đẹp mùa thu nơi làng quê của tác giả là bức tranh thiên nhiên tiêu biểu cho mùa thu nơi làng quê bình yên, trong trẻo, được hiện lên qua cảm nhận tinh tế của nhà thơ. Hình ảnh gần gũi, mộc mạc của con người làm bức tranh quê hương thêm sống động đầy màu sắc. Thiên nhiên và con người được khắc họa bằng những cái nét vẽ nhẹ nhàng, tinh tế nhưng lại bừng lên sức sống, niềm hân hoan. Mùa thu dường như đã len lỏi tràn đầy khắp các ngõ ngách không gian làng quê. Tiếp theo câu 10, em thích nhất mùa nào ở quê hương mình?
Hãy giới thiệu vẻ đẹp đặc trưng của mùa mà em thích, trả lời trong khoảng 10 đến 12 dòng. Như vậy các em sẽ nêu, các em sẽ trình bày em thích nhất mùa nào ở quê hương mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ giới thiệu cái vẻ đẹp đặc trưng của cái mùa mà em thích. Thì chúng ta trả lời trong khoảng 10 đến 12 dòng. Thì ở đây các em sẽ phải kể tên được mùa mà em yêu thích. Có thể ví dụ như là trong 4 mùa như mùa xuân, mùa hạ, mùa đông, hoặc là cách gọi tên mùa của địa phương như là mùa mưa, mùa nước lũ hay là mùa măng, mùa gặt v.v. Thì các em sẽ giới thiệu được những cái nét đẹp tiêu biểu độc đáo của cái mùa mà em yêu thích trên quê hương mình. Ví dụ như qua những cái hình ảnh, màu sắc, âm thanh. Rồi tiếp theo hai là mã phần viết. Thì các em hãy viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ của em sau khi đọc bài thơ Khi mùa thu sang của Trần Đăng Khoa. Như vậy các em viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ của em sau khi đọc bài thơ Khi mùa thu sang của Trần Đăng Khoa. Thì các em viết đoạn văn cần đảm bảo cấu trúc đoạn văn nêu cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ. Đầu tiên chúng ta xác định đúng cái yêu cầu của đề, đó là trình bày cảm nghĩ của em về cái vẻ đẹp của bài thơ Khi mùa thu sang. Thì các em có thể trình bày đoạn văn theo cấu trúc diễn dịch, quy nạp hoặc là hỗn hợp, nhưng mà cần đảm bảo các yêu cầu. Đó là chúng ta sẽ giới thiệu được tên văn bản, này, tác giả, này, nêu cảm nghĩ chung về cái yếu tố nghệ thuật hay là nội dung đặc sắc ở những cái dòng thơ khổ thơ hoặc là đoạn thơ bài thơ mà em thích. Rồi nêu cụ thể và lý giải được những cái cảm nhận, cảm xúc và suy nghĩ về những cái yếu tố nghệ thuật hay là nội dung đặc sắc đã xác định. Rồi chúng ta khái quát lại cái cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về cái yếu tố nội dung hoặc là nghệ thuật đặc sắc mà mình đã trình bày. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi để kiểm tra giữa kỳ môn ngữ văn cánh diều. Thì sau khi xem xong, các em thấy có thể chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.